bánh hồi heo quay, gà chế khoai, thập cẩm, ốc la, chả cá. Này tên em đây đây. Em tốn cái gì? Đợi. Em tưởng đâu cái gì? Đúng là hai lúa. Rồi cái rau mì. Đúng là hai lúa. Khăn trù miệng tao tốn cái gì tao xé ra tao ăn cười ngất này.
Kết thúc việc cả nhà thân yêu rồi.